đến với một siêu phẩm bom tấn mang tên là Implosion của nhà phát hành Rayak. Trước đấy thì đã có sản phẩm là Cytus, một game nhảy theo điệu nhạc. Đó, thì với những game thủ kỳ cựu và update liên tục các tin tức về game mobile thì chắc hẳn sẽ đều biết đến tựa game này và mong chờ từng ngày nó ra mắt. Bởi vì ngay từ khi ra trailer thôi đã thấy rất cực kỳ là hấp dẫn rồi. Đó, khi chúng ta vào màn hình chính của game này sẽ thấy có các chế độ là Campaign và Expert. Nhưng mà Expert thì chưa mở, Opening là cái đoạn trailer mở đầu ấy, các bạn xem luôn. Đấy, có thể thấy màn hình game được tối giản, rất là sáng rõ. Luôn. Game có hai chế độ là khó và dễ này. Khó là màu đỏ lờ ra, mình sẽ bấm vào dễ thôi nhé, để chơi kiểu để biết đơn giản thôi. Không, xong đến lúc cái khó thua thì xấu hổ lắm. Đó, thì có thể vừa thấy là chúng ta có hai nhân vật, nhưng mà cái con đỏ đỏ kia là phải đợi sau này mới mở được, kiểu đạt được nhiều thành tích tích huy chương ấy. Yeah. Thì có thể thấy chúng ta như kiểu được đang xem một bộ phim lồng tiếng như gì, rất tiếc là không muốn nghe, nói tiếng Việt bên nào nghe. Đó, thì chúng ta bắt đầu tham gia vào tựa game này. Chúng ta sẽ có cần ảo phía bên tay trái để di chuyển, đánh và dùng skin ở phía bên tay phải. Tuy nhiên là skin có thể thấy là mình chưa mở được hết. Đồ họa quá đẹp luôn. Ui, có mất giận, mai phục. Mình chỉ việc mỗi bấm thôi mà sao nhìn trông nó đánh ảo thế nhở? Hình như là bằng việc mình ấn giữ cái nút đánh kiểu ngưng ngưng một tí là nó sẽ ra combo gì đó. Đẹp quá. Mình sẽ ra skin mày. Mà đây mình mới chỉ level easy thôi nhá, thì mình có thể nhàn nhã như thế này. Chứ đến lúc khó, trời ơi, cong thần mông lên. Đấy, chúng ta sẽ đi theo cái mũi tên để hướng dẫn đường. Ủa, bọn này đông đấy. Mình vừa ăn được một cái hồi máu. Đấy, có thể nhìn thấy là góc bên tay trái phía trên màn hình sẽ có hiển thị các cái thông tin nhân vật. Nói chung là màn hình đồ họa vừa đẹp và được kiểu tối giản hết mức để chúng ta không bị kiểu ảnh hưởng nhiều ấy. Chẳng như mấy cái GMO hiện giờ thì ôi dồi, loạn cả mắt luôn. Ôi, mình có quả cầu bảo vệ này. Hình như là do cái trang bị mà mình mặc lên người ấy. Mình có chơi qua một ít thôi mà. Hình như gặp boss. Thấy dặn dò kỹ thế. Đấy, biết ngay mà. Xong rồi nó. Ơ, nhầm rồi. Chơi mấy game này mình hay kiểu bị cuốn cuốn không nhỉ? Cũng kiểu cứ bấm linh tinh ý. Mà hình như mình thấy con gái đâu thế là thôi, chỉ có con trai là kiểu nhanh nhạy quan sát rồi mới điều khiển chuẩn được. Thôi chết rồi, ba nhát nữa thôi, máu của mình còn đầy. Xa đi. Ta xin. Đau lắm. Về cái câu chuyện của cái game này nó cũng có đầu tư khá là chi tiết đấy, kiểu đau lắm thế. Kiểu như là trái đất bị xâm chiếm hết rồi, các hành tinh gì đó và con người phải đến để chiếm lấy và bảo vệ lại. Ok, đúng đây. Đấy, mission complete. Đó, thì chúng ta đã biết cái kiểu chơi của game này rồi, đi theo màn và cứ đánh mỗi luồng khoái nó đi ra như thế. Được quá này. Continue. Chúng ta sẽ ra bên ngoài khám phá thêm. Ở phần back reward là những cái thành tích. Khi mà có nhiều cái thành tích này thì chúng ta sẽ mở được thêm nhân vật tiếp theo và có thể là sẽ được nhiều skin hay hơn ý. Và phần ARK system, cái này là về hệ thống đúng kiểu các chỉ số của nhân vật này, năng lượng rồi cái armor. Đó, có khoảng một hệ thống kiểu như là ngũ hành nhưng mà đây là lục hành. Chúng ta sẽ trang bị, nhờ trang bị những cái này mà chúng ta có những cái chỉ số về thể lực cao hơn này, cũng như là những cái attack hoặc là critical rate. Đấy, nói chung là hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cứ chơi thì chúng ta sẽ biết được thôi. Đấy, rất đơn giản, không hề lằng nhằng gì nào, nhưng mà đúng chất hành động và nhập vai. Đó, thì vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Implosion. Tuy nhiên thì tựa game này mới chỉ có mặt trên hệ điều hành iOS và yêu cầu dung lượng phải tầm 1.3GB. Như vậy thì nếu mà các game thủ sự yêu thích từ game này thì nên cân nhắc một chút hoặc là cắn răng chịu đựng.
đầu tư thiết bị thì có thể trải nghiệm được rất đáng. Gamehub.vn đánh giá khoảng 9 điểm cho tựa game này. Đó, hy vọng rằng là trải nghiệm của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau của Gamehub.vn.